Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Đây. À đây, lâu quá mới thấy ghé quán hả trời. Uống đi. Tiếng khóc không vơi được nỗi sầu đâu em. Tiếng hát không vui được chuỗi ngày ấm em. Đừng buồn nghe chính, đừng buồn nghe chính. Tình yêu đẹp như khi ta. Ra đây, nhanh lên. Cái gì? Uống gì nói chứ ra đây gì? Khoan, chút uống. Chút tôi uống hết quán bà luôn, ngồi xuống. Đây, ngồi. Chuyện gì? Bà hay tin gì chưa? Gì? Hay tin gì chưa? Tin gì không nói sao biết? Im lặng. Gì? Thấy chưa? Thấy gì? Cái làng quê của mình ngày xưa giờ bình yên đúng không? Đúng rồi. Bây giờ, bây giờ hết yên bình rồi. Sao vậy? Bởi vì có một băng nhóm tội phạm giang hồ vườn. Ghê vậy? Nó ém nhẹm quân bấy lâu nay, bây giờ nó đang xuất hiện, nó chuẩn bị manh động. Ôi, ghê chưa? Ghê vậy? Mà mình có biết mặt tụi nó không? Ghê vậy. Mọi người có biết tụi nó có giết người không? Sao không? Nó gọi là giang hồ, cỡ nào nó cũng giết. Trời ơi. Chết cha ơi. Tôi hay đi mổ hàng một mình lắm. Đó. Sáng sớm là mình ơn đi mổ hàng. Đi sớm về khuya, có một mình ơn trên đường làng. Trời ơi, tôi gặp tụi nó. Má ơi. Bà mà sợ nữa hả? Bà đi gặp giữa đường đúng không? Bà có bị giết chưa? Có bị hiếp không? Bà có chừng đó. Thôi, trời ơi. Mày nói mày cướp với giết được rồi. Cái khúc giữa tao né, tao không có dám nói tới chuyện. Né cái gì? Tao hồi nó bắt được bà thì chuyện gì nó không dám làm. Chẳng những nó hiếp một thằng mà nhiều thằng luôn. Tao giữ cho... Chưa hết đâu, nhiều khi nó chặt bà gạch. Quăng chỗ này, quăng chỗ kia. Đào hố xong nó chôn bà xuống. Trừ cái đầu bà lại. Thôi. Ghê chưa? Ghê quá ghê. Đừng kể phim kinh dị nữa. Nhưng mà vấn đề là... Thôi bây giờ vậy, yên tâm. Tôi đã biết tụi nó cho nên thế nào tụi nó cũng bị phanh phui. Nè, mọi người nhớ nha. Thấy tụi nó ở đâu là báo liền công an. Để công an hốt gọn tụi nó nghe chưa? Biết ai đâu báo trời. Này. Gì vậy? Tôi cho coi hình. Lại có hình. Yên tâm. Từ từ. Hết sức bình tĩnh, sẽ có hình cho mà coi. Clip luôn. Thấy chưa? Mà coi cái mặt nó không? Đó. Nè, xuất hiện kìa. Đó, xuất hiện. Hey. Hồ tiêu. Mỹ sao. Và tôm rang chơi theo quay nhà xe phải. Nhà tôm tất nơ, giờ lại tôm càng. Chơi đại ca ở nhà buồn hiu. Kệ đại ca. Thôi được rồi, đủ rồi, nhiêu đó thôi, mình đừng làm quá, hiểu không? Rồi, nói chung là mình phối hợp như vậy cũng để cho đại ca hiểu được là mình cũng ráng cố gắng. Phải, còn mày. Sao? Trả tiền góp cho tao. Ủa tiền góp gì? Tiền mà mày hứa với tao mày trả đó. Trời ơi, làm ơn dở giùm cái tay lên cái coi, dở nhẹ lên cái. Dở nhẹ gì? Đó, thấy gì không? Bạn thấy gì chưa? Ấy nó mày bị chày hả? Chày gì? Mày khủng mày? Kìa, bị chày nè. Xăm, giang hồ là phải xăm bạn ơi. Wow, cái con này tôi nhớ là nó ngâm rượu hay sao á. Ê, đừng tào lao nha, tào lao là ăn hủ chao nha. Đừng có giỡn mặt nha. Ê, đây con rồng thu nhỏ nha. Wow, không nói không biết đây là con rồng. Con rồng trong truyền thuyết người ta gọi là con long. Đúng rồi. Vậy thì chẳng hay con long có biết con hổ không? Ô trời ơi, đánh long thì làm sao mà sợ hổ được, đúng không? Nhưng mà hoa hổ tàng long. Con rồng hả? Thôi từ cái vụ mà tiền góp để từ là mình gửi cho chị sao nha. Tại vì hiện tại bây giờ dân chúng người ta ra ngoài đường người ta làm như kỹ quá đó. Người ta không có ai mà đeo dây chuyền, không ai xài điện thoại gì, cũng hay xài bóp gì hết trơn á. Làm như bị thúi hẻo rồi sao á. Quá mệt mỏi. Dạ. Giang hồ nói là làm. Dạ. Không có phải là hứa là lèo, hiểu chưa? Dạ đúng. Mày hẹn với tao con trăng nào thì phải trả đúng cái con trăng đó. Dạ. Cái chuyện mà có ai để mày cướp, mày giết, mày hiếp hay không là chuyện của mày. Nhưng đòi tiền là chuyện của chị. Chị không nói nhiều. Bây giờ có trả tiền cho chị không? Rồi bây giờ chị cứ yên tâm. Nếu mà khi nào mà có ai mà tới là bắt đầu mình cướp được, là bắt đầu là mình lấy tiền xong mình đưa lại cho chị liền nha. Ơ kìa. Cái gì? Tới. Đừng lo, có một con mồi đang tới. Thơm ngon, béo bổ, hợp vệ sinh đàng hoàng luôn. Yên tâm. Đây. Chị đang... sẽ lén vào này, trong này. Cái gì? Nhớ hỗ trợ tôi cái nha. Đây. Hồ tiêu. Mấy sao? Trời mệt quá. Ê.
Đây, 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 đây. Qua chơi cưng. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Đi lại đây. Đứng đây, đứng đây, đứng đây. Má đi đâu về? Mới đi công chuyện về. Công chuyện gì vậy? Đi chơi về à? Em đi chơi thuyền chúng ta ở Cam Chi. Mày, mày, mày. Nè. Quên, quên, quên. Đây. Nhìn tay mình coi. Thấy cái gì không? Thấy gì chưa? Không phải biết sợ. Sợ quá. Sao thấy cái gì sợ? Bự quá. Bự. Thấy chưa? Thấy bự. Cái gì bự? Mắt tai bự. Trời ơi, má giật áo lên coi giùm con cái má ơi, giật áo lên. Nó nói đúng mà cái tai mày bự quá. Không, tao ký ý, tao muốn khoe cái hình cho anh cái phải, nó là giang hồ đó. Đó. Tâm con rồng đó. À. Con rồng còn gọi là con lông. À. Nhưng chị đây, có thêm con hổ. Chị à, cũng là giang hồ. Để mình nói thẳng cho bé nghe nha. Dạ. Nhìn cũng trắng trẻo, ngon. Phải. Đưa cái điện thoại đây, trong bóp nhiêu tiền đưa đây hết để cho mình, nói chung là đang kẹt, đang vã đó. Thôi anh chị đừng giỡn, anh đi về cái đây, người bậy, đó. Bậy, không giỡn được. Đây, một là tự nguyện, còn hai là kiểu chị. À, thấy cái gì đây không? À, yeah. À, vậy đúng. Thì bây giờ như thế này, mình có thể nào để là cái bóp, à, cái điện thoại, nói chung là tưởng cũng được. À, vậy thì tao sẽ cướp. À. Mày hiếp. Cuối cùng hai đứa mình giết. Khoan má ơi, khoan. Đó, vỏ này. Đưa cái vỏ này. Đi đi, để xác nó cho tao. Ê, ê, ê. Hai cái mặt này hình như quen quen nha. Quen đúng không? Đây nè, đây nè, mặt này quen lắm luôn á. Ồ, tôi cũng thấy quen. Đúng không, đúng không? Nhìn thấy quen lắm, nhưng mà không nhớ là ai. Ai ta, ai ta? Trong xóm mình chứ ai. Đúng rồi, hai mặt này trong xóm nè. Đó. Xong. Ê bà, báo công an bắt nó chưa vậy? Bà sao vậy? Hồi nãy tôi nói với bà rồi. Báo công an bắt tụi nó, tôi báo với mọi người làm gì? Chưa bắt được. Bởi vậy chừng nào khi nào mà thấy tụi nó làm cái chuyện gì manh động á là mình báo công an liền, hiểu không? Đi vô miếng nữa mày. Chính ơi, chính ơi. Có khách. Chính ơi, cho mượn con dao rồi. Cho cái vụ rồi. Ngồi ghế, ngồi ghế. Cái vừa này chia làm hai luôn nha. Ê, thấy quen không? Này mày lụm đâu à? Mới chặn đường giật của con nhỏ kia. Ta không xin của người ta. À. Hết tiền uống nước rồi cho mượn dao được không chính? Được. Chắc. Để uống. Nhớ chia ra hai ly nha. Nâng niu không thôi bể chứ vừa. Cảm ơn chính nha. Ừ. Chính hỏi này cái được không? Dạ hỏi đi chính. Ừ, hôm nay á trong xóm mình á người ta râm ran, người ta đồn là có một cái nhóm giang hồ nào đó nó xuất hiện đó. Mấy thằng bay biết không? Giang hồ hả? Ờ. Ủa là ai ta? Nghe đồn. Tụi nó là tụi nào? Tại sao dám tới chỗ này? Chặt cái dừa cho nó uống luôn. Ủa sao dính dáng gì tới bên này? Ờ tụi thấy. Ủa? Chị Đại hả? Bà Đại đây hả? Khỏe chị? Chưa chết. Ghê quá, tụi bay ghê lắm. Có gì đâu ghê? Tụi bay thấy gì chưa? Thấy gì đâu? Gì? Sớm mình đang có giang hồ. Núp bóng. Trời đất ơi. Ghê lắm. Qua đây, sao rồi. Là ý là núp bóng hả? Bóng. Núp bóng mà núp bóng kiểu sao? Cái đám này mất dạy. Mất dạy. Giang hồ hả? Giang hồ có hình xăm. Giang hồ có hình xăm mà mất dạy nữa. Xăm chỗ đầy người luôn. Nếu mà vậy là xăm chỗ là mất dạy à? Còn nữa, xăm chỗ mà nghe nói đâu là mới cướp, hiếp, giết một cô gái trẻ mà. Cái gì ghê vậy? Ừ. Xăm chỗ đầy người, nanh vuốt rồi. Hình như không có hình xăm không phải không? À, hình xăm. Bà tả hơi bị quá rồi đó. Coi chừng bà dòm, cái đó là bà dòm thành cái con cá sấu hay gì á chứ không phải là không con... không, cái đó là bị quán á. Bắt đầu ở khu này có giang hồ hả? Chứ còn nữa. Đây mới là giang hồ gọc nè. Thôi chị ơi, thôi bây giờ em về nha. Lại chơi. Ê. Trời ơi, tụi bay hèn quá vậy. Ở đây có tao mà sợ gì thằng nào? Ờ, đây có chị Đại mà sợ cái gì? Tụi em là dân nhà lành, không có để cho bị lây nhiễm. Thôi tính tiền chị, em về. À, 10 ngàn. Thôi về đây, để chị trả cho. Rồi, ok, cảm ơn chị Đại nha, về nha. Về. Mày á, vừa phải thôi. Dân người ta đứng kế mày mà ta sợ bị máu nhiễm mỡ luôn kìa. Chắc ốm à. Tao đỡ hơn. Cái số trị lượng của tao mà bị máu nhiễm mỡ nó ít hơn mày nhiều. Tào lao gì đây? Tào lao gì? Hả? Sao? Tụi bay tính đánh trong lãng hả? Trong lãng gì? Hả? Trong đâu đánh? Ờ. Nè, tôi nói chị nghe. Ý chị ám chị cái gì? Chị cái việc nói thẳng ra.
không? Nói đi. À, mình cứ nói thẳng ra chứ không phải là cái kiểu mà vậy. À, sao? Thấy chưa, thấy chưa? Tôi chưa có nói gì hết, phải cái gì? Nó tự nhiên thú nhận rồi, không thấy hả? Ê, thú nhận gì? Bà nói gì thú nhận? Đó nói, bà nói là ông là thú. Tụi bay không phải là thú, mà tụi bay là giang hồ. Ê, mình á là mình nó có sách, nó có chứng đàng hoàng. Đúng ha, rồi. Nha đại nha. Ê, vậy. Nào về chị mày á là có nghĩa khí. Ừ. Có là nói, không có là thôi ha. Ê. Không có nói đại ha, tao tin đại chứ tao không có nói đại nha. Người ta nói á là đừng có bao giờ ăn đằng sống nói đằng gió, đúng không? Ừ. Cái gì phải có chứng cớ đàng hoàng, chứng cớ đâu nè. Bây giờ sao? Nếu có chứng cớ thì bay thua cái gì? Thua. Hả? Chấp nhận thua gì cũng thua. Rồi bây giờ vậy đi ha. Ừ. Nếu như trong người tụi bay có hình xăm thì tụi bay dám vạch áo cho tụi tao coi không? Ủa? Làm gì vậy? Khoan khoan. Đâu? Nhưng mà có hình xăm trong người là giang hồ. Đây mày, đây là có những con người người ta có hình xăm trên người là vì cái gì đó, chính là một cái kỷ niệm và một cái ký ức. Thí dụ như hoàn cảnh đưa đẩy phải có hình xăm. Thí dụ như bà có đi phụ một cái đoàn phim nào đó, bà bị mù mắt nó cắn á, ví dụ ở khu vực mà nó quay đó, bị mù mắt nó cắn á, bà ngứa và bà gãi, bắt đầu nó thành thẹo. Đây, khi bao giờ như tôi. Đó, đó, đây nè, ví dụ vậy nè. Đó, cái chân sốt. Trời cái hốt, chứ mày thú quá. Mất lịch sự quá, mới lỡ sình xong. Đó, nó cũng nói rõ ràng. Anh ơi, anh hai, cái chân em mới bị con mù mắt nó cắn, giờ sưng quá em gãi nó bị như vậy. Mất công mai mốt người ta đánh giá em là người đã mập mà còn ở dơ đúng không? Đúng. Bắt đầu là phải làm gì? Xăm những bông hoa nhỏ. Xăm những bông hoa nhỏ. Đó, tự nhiên thấy cái bông hoa nhỏ nó nhớ con mù mắt, cái hận con mù mắt. Đó. Ừ. Đó, thí dụ như bà nội này đi. Nếu như hồi đó bà quen với ông nào đó rồi là trải qua cuộc tình xong bà hận xong cái bà xăm nguyên trái tim rỉ máu. Đó là gì? Bà đang nhớ tới một cái cuộc tình nào đó. Đâu có xăm bông cho coi coi. Ê! Bà có xăm trái tim rỉ máu. Bà đừng có tào lao. Bà đưa tụi con mới đúng. Không thèm. Ngụy biện hả? Gì? Tính ngụy biện để che giấu cái hành vi của tụi bay hả? Không nói nhiều. Ý là bây giờ bà nói tụi tôi là đám giang hồ trên dơ đó phải không? Đúng rồi. Nói có sách, mắt có chứng, mới tin. Bây giờ dỡ áo ra liền. Coi có hình xăm, tao thua cái gì tao thua hết. Xin lỗi chị à, chẳng qua tôi cũng là nữ nhi như chị. Không lấy giữa thanh thiên bạch nhật giặt áo ra cho người xem lưng thì kỳ quá. Ông cởi đi, đàn ông mà. Bình thường thôi, nhưng nếu bà thua thì như thế nào? Đúng. Thua sao? Thua hả? Chơi tất tay với tụi bay luôn, cỡ nào tao cũng chơi hết. Vậy thì hẹn ngày mai, ở tại đây sẽ mở ra một đại hội giặt áo cho người xem hình xăm. Bà chính sẽ là trọng tài. Đó hả? Hả? Hả cái gì? Bà nhát quá vậy, có tôi mà nhát gì? Câu chuyện xảy ra ở đây, quán qua thì người đó phải làm chứng. Làm trọng tài đi. Trọng tài hả? Chứ sao? Chơi luôn, ngày mai. Ờ. Tôi thông báo cho hết những cái xóm này tới đây. Rồi. Nha. Tôi quất 5.000 một ly cà phê, 5.000 một ly cà phê. Trời ơi. Vậy sao rẻ vậy? Có 5.000 ly cà phê hả? Ý là bán thêm. Trời, nó có cái thùng phụ thu nữa mới ghê. Nó nghe bạn chính, đầu cơ ghê, nâng giá một ly cà phê 5.000 mới ghê chứ. Ủa, lâu phải tranh thủ chứ. Cho nên á, ngày mai vẫn tiến hành đại hội giặt áo ở quán bà chính đó. Quán. Vậy thì nếu ngày mai bà thua tụi tôi, bà tính cái gì? Thua tính sao? Không, tôi không lấy mắt kiến. Không nhu cầu. Ê, gì? Hai nhóc. Nghĩ chị đại là ai vậy? Được rồi. Ngày mai nếu mà tao thua tụi bay, tao chung tụi bay 5 tỷ. Tao chơi tất tay với tụi bay luôn. Được. Chung được. Rồi. Ghê chưa? Nó đánh con đã kìa. Đó. Phải tôi đánh không? Mày im lặng để cho người ta coi. Trời. Đó. Trời ơi, nó giết đã kìa. Phải tôi không? Phải tôi giết không? Trời. Trời. Hết rồi. Thì có nhiều đó trời thôi. Trời ơi. Ủa sao trong clip? Tập trung. Bây giờ đề nghị mọi người ổn định chỗ ngồi. Chính tôi thông báo ngày hôm nay quán của chính thông tấn tập trung mọi người lại đây để tổ chức đại hội quần. Mình nói thì mình nói luôn tuồn luôn à. Quần chúng quần hùng à. Hay là cái gì quần đùi đại hội giặt áo. Đúng rồi à, hôm nay là mở đại hội giặt áo à, xem mình xăm. Khoan. Trước khi cái vụ đại hội giặt áo á, cho tôi xin bỏ nhỏ một cái là bữa nay á, quán chính tôi á, là có phụ thu mỗi lần ly cà phê là tăng thêm 5.000. Thôi thật rồi, tham vừa thôi bà ơi. Thôi anh chị thông cảm đi. Bây giờ không ai lại là không ai giữ lên thì đi về giải tán vậy thôi. Rồi ráng cảm thông đi. Rồi. Xử xong trả bà làm ghê quá à. Rồi bây giờ vậy, bây giờ vô tình chính thức nè. Chú ý nghe, sở dĩ mà có cái đại hội giặt áo này hôm nay là tại vì chị Đại phát hiện ra trong xóm mình
có một băng giang hồ mới nổi, chuyên cướp hiếp và giết người. Mà thủ phạm của những cái vụ cướp hiếp và giết đó là đây. Đây, hai đây và tư cà chính là thủ phạm ở trong cái clip đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì tôi coi là tôi biết hai người này rồi. Đang lùng lùng nè. Đúng không? Trong xóm ai mà có cái tướng ngoại hình giống vậy nữa. Ai có ngoại hình giống vậy. Nhưng hai đây và tư cà phủ nhận, không nhận là mình là giang hồ. Mà chị Đại là có bằng chứng rõ ràng đúng không? Đúng. Bây giờ đúng rồi, sao phủ nhận được? Đúng rồi. Hỏi sự rồi, hai người này đúng là hai người này. Đúng không? Mọi người coi rồi phân tích giùm tôi đi, đúng không? Đúng rồi. Cho nên đúng, bây đúng. Giờ ở trong cái làng của mình nó là có một nhóm giang hồ chuyên cướp của đó. Đây là một cái con nữ yêu đầu ma quái ở trong cái clip. À, cho nên bây giờ á mình phải xét tới nơi tới chỗ luôn. Đúng rồi. Trong đó, nếu mà trong cái clip này là hai người đẹp lắm. Nguyên. Mọi người à, chúng ta nhìn một sự vật sự việc gì chúng ta phải nhìn đa chiều. Một chiều đi phải có một chiều lại. Mọi người nghe bên đó thì phải lắng nghe bên này. Nó mới đồng đúng không? Bây giờ vậy đi. Bây giờ chỉ cần một tiếng thôi. Bây giờ có phải hai đứa bay trong cái clip đó cướp hiếp và giết không? Đúng. Đúng. Trong cái clip này là hai người này chứ là ai nữa? Đúng. Thấy chưa? Nó mày, nhận mày, rồi thấy không? Mày đi qua chỗ khác đi. Bây giờ đừng có chối cãi nữa đó. Bây giờ hai cái clip là hai dạ, người nguyên cái lại của ai. Thôi được rồi. Nó có chối đâu nó chịu rồi đó. Tôi để tôi xin lỗi mấy anh chị với lại chính với lại chị đứng sát vào Đại, tôi nè ha. Mày làm chuyện tại trời giờ mày xin lỗi là quê hả mày? Dạ không có, không xin lỗi, nhưng mà tôi chỉ nói lên cái lời tiếng nói của tôi thôi. Mày mới nói mày xin lỗi? Dạ đúng rồi, tôi chính là người đã tôi hiếp và chứ. Cướp luôn đó. Mày thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Nguyên cái đạn cướp và hiếp. Y vậy. Hiếp rồi giết. Nè. Đây. Bây giờ là muốn nói gì cho nói đó. Nói nào ngay. Nào giờ chính lầm tin con. Bây giờ chính chỉ có một điều. Thì ghê quá đúng rồi. Từ ngày sắp tới đừng lời quán chính nữa. Bây giờ chính đã buông ra cái lời đó, có nghĩa là chính đã quyết định là chính giống như lánh mặt tụi con luôn gì đúng không? Sợ là nói ra là đã đưa mình vào trong cái thế kẹt đó. Nhưng mà tới hồi đưa vô thế kẹt mà có lỗi rồi, tự nhiên muốn quay đầu lại để xin lỗi mình là cũng hơi bị khó đó. Đúng chính rồi, nha. Đúng rồi. Nha. Bây giờ nói cho mọi người nghe, mọi người đã coi được hết cái đoạn clip trong cái điện thoại của bà Đại rồi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Đại là hai người chứ là ai nữa? Thì đúng, đúng. Đó, đó, rồi khỏi xử nữa xong. Bậy, nói vậy là bậy. Nghe, mày coi chừng tao hiếp luôn mày luôn đi. Trời ơi. Đây là cướp, đây là hiếp và hai đứa cướp. Đây, bây giờ nè, cho tụi nó coi. Được. Đây, cho mọi người coi lại đàng hoàng ha. Cái hồi nãy giống vậy hả? Cái clip này là clip người ta đã dựng xong hết rồi. Còn đây là clip nguyên thủy. Giết, cướp và hiếp nó nằm ở trong này. Ủa có dựng nữa hả? Đây cái clip này dựng, còn đây là góc nè, góc nó ghê hơn. Đây là bản góc. Đây góc ghê hơn, đây mở lên coi đi. Coi nhớ trả nha. Ê ê, bài ruột. Tăng tăng, tăng tăng. Ê, ca sĩ Đàm Hiền, Đàm Hiền. Đàm Hiền. Ôi dạ, ôi dạ, ôi dạ. Tăng tăng, tăng tăng, tăng. Ê, hai đứa xuất hiện kìa. Đó. Ê, không. Thằng lụng lên hình đẹp trai mày. Con mang cái dép xấu không đẹp. Ê, nó giết người. Ủa, giống mày khuôn clip bà luôn nè. Sao, sao? Ê, vỏ kia là thấy ớt thôi. Nó giết kìa. Trời, ủa, ủa là sao? Ê, 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 ê. Anh này, tụi bay đừng có nói, tụi bay là tụi bay đóng phim nha. Phim ca nhạc mà ta. Ủa, mới biết à? Đây là phim ca nhạc. Ca sĩ Đàm Hiền. Đây, giang hồ đại náo. Hai, khoan, tụi bay đừng có nghe lời nó đánh tráo khái niệm ha. Nó là giang hồ, biết đâu đoàn phim người ta mướn giang hồ thiệt, người ta đóng phim sao? À đúng rồi, lỡ hai người giang hồ thiệt đó, giang người ta mời hai người. Không, không, bình tĩnh, bình tĩnh. Đừng, thói côn đồ liền thấy không? Thằng nào mà lên tiếng một cái người ta bắt đứng lên đây quạt, người ta nóng lắm mày nghe, đứng lên quạt luôn á, người nóng rồi nha. Nè, nói lại cho nghe, bằng chứng đâu để nói tụi này là giang hồ? Đó, chứng là tụi nó có xăm hình. Trong clip xăm hình, trong clip có xăm hình. Đúng rồi, xăm hình là giang hồ. Nói xong hết chưa? Nói xong hết chưa? Rồi. Xăm mình thôi mà. Đúng rồi. Xăm mình là tôi đã giải thích rồi, hôm qua tôi giải thích rồi đúng không? Nhưng mà người ta đâu có tính. Giang hồ đâu có tính. Đây, giang hồ là phải có xăm mình. Đúng rồi. Thì nếu mà xăm mình nó mới ra được một giang hồ. Ngầu. Đó, thì bây giờ đóng phim là phải có xăm mình, chuyện bình thường. À. Hay chưa? Ôi, bự quá, bự quá, bự quá. Ê, con cá ngựa nó có cái dãy nó dính. Ê, gì vậy?
Hình này nó chưa nói lên một giang hồ thứ thiệt đây. Đây mới là chỉ đại thứ thiệt đây nè. Đây nè, nhìn 2, 3. Con cọp này ghê nè. Của tôi hả? Lặng nghe tôi phân tích nè. Bây giờ tôi hỏi mọi người, có ai là con gái mà đi xăm hình không? Hả? Chỉ có giang hồ mới xăm hình. Con gái mà xăm hình là giang hồ. Đó đó. Mọi người ngộ quá. Đã tôi nói tôi đóng vai giang hồ là tôi phải quá thân vào nhân vật. Mà một khi tôi muốn quá thân vào nhân vật thì tôi phải làm sao cho giống nhân vật thiệt là giống. Bây giờ mày hỏi mấy ông bà nội này có thích ăn thịt cọp không? Hoặc là nấu xương cao vậy mà cho mọi người miếng về đi. Rã mọi thứ miếng nè để tôi kỳ. Cao hổ cốt, cao hổ cốt đó. Ai thích cái cốt đầu gỡ ra miếng nè, về nè, sao? Tháo ra được luôn nè. Gỡ được luôn nè. Ơi, kỳ quá. Trong nhau kìa. Ngồi xuống. Trời ơi, mùa hồ muốn bắt con cọp tôi về làm thịt hay vậy? Mày nó gán má ơi, nó gán rồi. Đây, tôi đã nói giải thích hôm qua rồi, thấy không? Một hình xăm cũng không nói lên được một tính cách của con người. Phải. Hình xăm bây giờ là nghệ thuật của những người trẻ. Phải. Người ta có một kỷ niệm hoặc một ký ức gì đó, người ta sẽ xăm lên người. Và hình xăm không thể nào đánh giá một con người ta là một con người xấu, một con người bại hoại của xã hội được. Phải. Hình xăm bây giờ là nghệ thuật. Đúng. Ba. Đúng rồi, đúng. Bà mang tiếng là gì? Hợp lý. Đúng rồi. Đúng không? Đúng. Bây giờ hai lên ca đi. Đại à đại, đại sớm sát quá đại. Giờ xử sao vụ này đại? Thì chẳng qua là tôi thương hàng xóm láng giềng thôi. Tôi nói cho mọi người đề phòng thôi. Lỡ mai có giang hồ thiệt thì người ta còn biết đối phó. Đúng. Tôi công nhận là đó chính là cái tốt của chị. Chị muốn cho cái thôn với cái xóm của mình là nó yên ổn. Em hiểu ý chị đó. Hiểu, nhưng mà bà là đúng là đồ tào lao. Bà bây giờ không còn là tên đại nữa. Bà là trùm đại nổ. Thấy không? Bà đang giống như tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn vào bà. Không hay nè. Đúng rồi, tự nhiên người ta làm diễn viên cái bà đi nói người ta giang hồ tâm linh. Sớm mình có một diễn viên vậy là quá hay rồi bà con ơi. Khoan, còn một thông tin này nữa. Nếu như thông tin này được đưa ra chắc chắn mọi người không ai phải tốn 5.000 tiền cà phê cả. Ơ vậy hả? Thông tin gì? Chị đại, chị đã thua tụi tôi rồi, 5 tỷ của chị đâu? 5 tỷ. 5 tỷ. Nãy mày mới đặt tên gì? Đại. Đại nổ. Ừ. Thì tao nổ làm gì có 5 tỷ mà đưa. Trời ơi. Xong. Thôi, tôi nói thẳng chị luôn á. Hôm qua là hai đứa tụi tôi thấy chị cương quá. Cho nên tôi chiều theo chị cho chị vui thôi. Để coi thử chị nổ đến mức độ nào. Rồi tôi sẵn đây tôi giặt mặt cho mọi người xem chị là bà tàu lao. Tàu lao nhất luôn á. Nhưng mà thôi, qua sự việc này rồi á, thì mọi người cũng phải suy nghĩ và nhìn nhận. Đừng ở trong mặt mà bắt hình dong. Hài Phương Nam vui lắm à nghe. Bà con ơi, hoa dạng thọ, hoa đồng tiền đây, bao tươi luôn. Xin. Ê. Quen quen quá. Út miếng. Đúng không? Chị lượm hả? Đúng rồi. Lượm mót. Đúng không? Con này, mới gặp chưa đừng lượm này lượm kia nữa. Bánh Bèo ơi, bực bội quá đi á. Ê Bánh Bèo, xách túi từ thành phố về. Rồi, cái điều này là bị đuổi rồi phải không? Xui quá là mấy ngày bị đuổi vậy. Chị thay đổi dữ quá ha. Gì? Thay đổi dữ lắm luôn á. Xong thay cái nết luôn đi. Vô duyên. Mày tao thích sao tao vậy đó. Mà từ nay á đừng có kêu tao là lượm nữa nha. Cái đó là xưa lắm mà Bánh Bèo. Bây giờ hay gọi tao là Tư Sang. Mà kêu làm sao cho sang cái mồm lên, ok? Sang lên. Kêu đó sang. Sang quá. Đúng rồi. Từ đầu đến chân không thấy sang chỗ nào hết trơn á. Thì ghê. Ói luôn á. Chà. Con này mày ngộ không? Mày á, cái hưng của mày, mày nhìn lại hưng mày đi, mày nhìn lại tao đi. Chừng nào á mày đeo vàng nhiều với tao nè. Rồi hãy hả mở miệng ra nói chuyện với tao. Ha. Nghe nói à, lên thành phố đổi đời. Ây ô, lên thành phố đổi đời sao mấy ngày đi về rồi ta? Hôm bữa tao nghe láng khoáng
là cái gì? Đứa nào lên thành phố làm việc á mà làm bể hết chén nè, bể hết ly nè, xong không có tiền đền, phải gọi về cho tía. Ai về đâu, ông tía ông nghe, ông tức quá à. Cái ông lên xong máu, cái xong nguyên sớm phải đưa ông vô bệnh viện luôn. Úi cha, trời ơi, ăn cái gì mà con gái gì mà tự hào. Tự hào gì mình hậu đậu hả? Nè, sao có chuyện gì chị cũng biết hết trơn vậy? Cái đồ nhiều chuyện, tôi không có cần chị dạy đời. Kỳ cục. Ê, cái con này tao chưa mở hàng nha, mày vô duyên vừa phải thôi nha cha. Chuyện nó ai chả nguyên sớm ai không biết. Con ngộ ghê trời. Hoa tươi quá trời, mày gặp mấy cái đứa gì đâu không à. Bán buôn gì đứng giữa đường là ống vậy. Bà bảy. Còn tươi không đây? Dạ đúng tươi luôn. Đồ này hả, mua cúng bà 7 ngày luôn, vẫn ăn được luôn. Queo mà tươi gì, ông chồng tao là ổng không khoái đồ héo. Chồng bảy chết rồi. Chết rồi mua đồ cúng à, cúng. Hồi quê ông về, ông nói mà cúng đồ mà cho ổng mà héo đó là ông bóp cổ chết à. Ông ngồi cái bụng trăng ba, ông ngồi ông vỗ bụng bụng bạch bạch. Ông nói đói rồi cũng nhiều nha. Vỗ cái bụng bạch bạch. Ờ. Ê gì? Thím thím thím. Gì? Coi chừng ông về ông cho lọc thím đó. Lọc cái đầu mày chứ lọc. Không phải. Tao đang mắc nợ ngập đầu kìa. Ông về ông cho lọc tao trả nợ đi. Chúng ăn cái gì tao cúng hết á. Nói thiệt. Hồi trước á, làng chồng con nó cũng vậy á. Nó về đó bóp cổ coi nè. Ờ. Sau này hả, con có tài lộc luôn, con giàu lên luôn, con lấy anh chồng thứ ba luôn. Nó là anh chồng mày nó bóp cổ mày. Còn chồng tao nó đâu bóp cổ đâu, vỗ bụng nó mà. Cái trường hợp của thím là vậy nè. Bây giờ nha, hiếp tin lời con. Hiếp đánh con số 43. Sao 43? Sao 43? Ui. Đầu tiên nha, người âm về đúng không? Người chết người ta về. 43. Không phải, không phải. Cái này tao có nghe mấy bà bán vé số bằng đề à. 43 là số xác chết. Thì đó. Ờ. Đó. Vé số con vịt để liên quan gì tới chồng tao đâu. À, Thím mới nói ra con vịt luôn đó Thím. Tại sao? Hồi nãy Thím nói gì? Bạch, bạch. Ờ, vỗ bụng bạch bạch. Con vịt. Đúng chưa? Ờ, có lý ta. Trời ơi, con nói thiệt, tin lời con đi. Bây giờ nha, Thím về Thím cúng cho ông. À. Đảm bảo ngày mai số 43 ra luôn. Mấy này hả, người ta nuôi con số 43 dữ lắm. Mà giờ ông báo mộng này cỡ nào cũng ra à. Ra một phát nha, ngày mai phát tài đó. Mà con nói thiệt, bây giờ ví dụ mà mai Thím không phát tài đi nha, con dẹp hết cái đống này, con đem qua chỗ khác con bán. Chết quá. Nói thiệt, tin lời con đi nè. Bây giờ con nè, bán trái cây. Ờ. Sao giàu? Sao có vàng? Vàng quá trời nè, ở đâu ra vậy? Trời đất ơi, cái này là che mắt thiên hạ thôi. Chứ bán trái cây sao giàu? Thì đúng rồi. Không có gì đi nhanh bằng những con số. Phải không? Trời ơi, chứ dễ gì mà người ta mở ra kinh doanh sổ số, kiến thiết, tùm lum tà la. Đúng không? Ủa mặt này vẫn chưa tin đúng không? Cũng có lý. Chưa mà. Tin đúng không? Có lý mà chưa tin đúng không? Con cho thêm một ví dụ nữa nè. Nhớ con bảy cò mà chăn vịt sống trên không? Biết rồi, giờ nó giàu dữ lắm. Chứ, nó là tỷ phú luôn đúng không? Ừ. Sao nó giàu? Bán vịt. Khờ. Bán vịt mấy bầy luôn á. Khờ. Vịt người ta hạ giá bánh hết rồi sao mà bán giàu được? Nó nghe lời con. Biết sao không? Con quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp, quăng số rồi nó chụp. Hỏi sao không giàu? Con thiệt, cái xóm này mà hả, nghe lời con từ đầu đi nha. Là hả, nó nghe là không có còn nhà lá nữa đâu nha. Mà hả, nhà lầu xây nụm lên cho tin. Lại làm bãi cò nó trúng đề luôn hả? Đúng rồi, không tin hỏi nó đi, hỏi nó có phải con cho số nó không. Thiệt. Ờ, để tao hỏi nó thử. Bây giờ bảy tin lời con đi. Là tối hôm qua là ổng đã về, ổng báo tin rồi. Ờ. Chắc chắn luôn, ngày mai số 43 ra. Bây giờ nha, mua trái cây. Trái cây, hoa của con nha. Mua về nha, cúng mà vái nha, nhiều vô. Vái mà kiểu danh tinh mà kiểu nhiều thiệt nhiều. Biết giờ tao thành tâm vậy lắm. Đúng rồi, để linh. À. Nhiều nha, để mới linh được. Ờ. Thôi đúng rồi, lựa mấy trái tươi tươi nè. Nào tươi thì tao lấy trứng ra coi, mày trứng ra coi. Tôi lấy đi, lấy cái... Ông đồng tiền nha, dạ, ông dạ. Đồng tiền dữ lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Lấy thêm bó đó đi chợ, lấy gì có bó. Ê, thấy nghe, quánh số vậy là quánh sao, đầu đuôi hay gì là bao nhiêu? Trời ơi, con bây giờ con chỉ bảy chỗ đánh nè. Ờ. Chỗ đánh này rất là ngon luôn. Biết sao không? Bây giờ mình đem tiền ra mình đánh là chuyện ngày xưa rồi. Cái đánh mạnh gì? Bây giờ mình chơi thế chấp.
thế chấp nhà. Bây giờ mình thế chấp nhà xong mình đâu cần bỏ tiền ra đâu. Ăn thì lấy giấy thế chấp về xong lấy thêm tiền về. Ê không trúng rồi tao ra đường ở đó. Tiếm không có tin tưởng con gì hết trơn á. Con thì con buồn hiếm. Nãy giờ con nói mà Tiếm không tin. Làm sao mà rớt được, làm sao mà thua được. Bây giờ nó rõ ràng như mặt trời vậy mà sao mà thua. Tin con đi. Tôi muốn 43. 43. Nhớ là 40. 43 xác chết là dạ. Con vịt xác chết chứ con vịt. Bẹp bẹp. Bẹp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Xác chết chứ con vịt. Đúng rồi, nghe lời con nha. Nghe. Ồ, xí, thêm, thêm chưa trả tiền con, chưa có tiền, chưa. Ê, chị mày qua đi, con nói chuyện giấy tờ nhà đi, tính. Ủa, con vô mở hàng luôn, Hiếm ơi, Hiếm ơi. Gì vậy trời, xu gà na ghê. Bốn ba. 43 mà quánh con số đầu trong cái quánh luôn con đuôi rồi cái bao lô. 17 ơi. Trời em giật mình anh Tư. Đi đâu hả? Về nhà. Dạ em mời anh Tư vô nước đi vô nhà. Nhà tôi mà. Nhà của tôi. Lộn. Sẽ lộn. Cái đầu tôi lúc này nói sao á? Nói bên đây qua bên đây vậy lộn tùm lum hết trơn. Bị cái đầu nó đang bận trên giấy gì vậy? Không đụng nam nữ thọ thọ bất tương thân. Giấy tôi ghi mấy con số. Mấy bà hàng xóm á. Mấy bà biết ngày mai tôi đi chợ. Cái là mấy bà nhờ mua mấy món này món kia món nọ cái ghi vô tờ giấy cái tôi phải học thuộc để mai đi mua cho đúng chị. Phải vậy không? Vậy thì có gì đâu phải giấu. Đâu có giấu, tại này tôi học ta thuộc mà, giấu gì đâu. Mà đúng rồi, tôi cũng nhớ là sắp tới ngày giỗ của anh Bảy rồi phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Phải chuẩn bị trước vậy mà đúng. Nói nghe, tới bữa đó sẵn là mời anh qua uống với ông xã tôi một chung. Đương nhiên rồi. Hồi đó là hai người bạn chí cốt, thấy không? Từ hồi mà ổng theo ông bà đó là anh giúp bên gia đình tôi dữ lắm. Tôi mang ơn á. Mà quên rồi, sẵn cái vụ đó tôi nói anh luôn. Cái tiền mà anh giúp bên gia đình tôi á, tôi sắp tới là tôi có tiền rồi, tôi có là tôi gửi tôi trả anh liền nghe. Đừng bận tâm, trong gia đình bạn bè với nhau tôi giúp chị cũng như là tôi nhớ tới ảnh vậy thôi. Với hơn nữa tiền đó là tôi để cho con mén có mà. Số vốn sau này nó làm ăn với người ta. Dạ tôi biết, tôi cũng phải ráng lo đặng nó có. Thôi chừng nào trả cũng được. Anh nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Nhưng mà nói để anh yên tâm hơn, tôi sắp có rồi nha. Thôi chừng nào cũng được. Nhưng mà tôi khen chị cái chỗ này nè. Mình thiếu nợ mà mình nhớ để mà trả cho người ta. Đó là người mượn nợ có tâm. Mà xui rủi mà không có tiền mà trả cho người ta đó cũng xin tiếng cho người ta mắc ruột. Đúng. Chứ chàng quên hả? Tôi phải về tôi học thuộc cái này nha. Tôi học thuộc cái này đã. Tôi đi về nha. Tôi về nhà tôi học nó mới vô. Bà này sao ta? Bữa nay bà có vấn đề. Thế tự nhiên là như vậy là sao? Mẹ gì vậy tía? Nằm hoài vậy? Từ sáng tới giờ con về nhà là con cứ nằm không à? Chứ giờ không nằm thì con làm cái gì? Đâu có gì cho con làm đâu. Chứ gì việc làm thì ra giường làm cỏ với tía, hoặc là đi ra đồng với tía. Sao nằm hoài vậy? Phải mà con lanh lẹ như người ta thiệt á, tía không có lo. Người ta là ai? Ý của tía người ta là chị Lượm đó hả? Nó đó. Bà Lượm bà chỉ bán trái cây thôi mà. Nhưng mà nó chịu cực, chịu khổ dầm mưa dãi nắng. Nó để kiếm tiền. Mà nói cho con biết nha, coi vậy đó mà nó có mấy lô đất đó, mà chỗ đó mà mở đường rộng ra hả là nó giàu to đó, chứ không phải như con đâu. Suốt ngày được lo nằm lo cái gì đó không à, không lo làm ăn. Ủa tía, con lên Sài Gòn con làm ăn con cũng cố gắng lắm, con ở đợi người ta cực khổ thấy mồ luôn, đâu có sung sướng gì đâu tía. Không mấy cái chén mà rửa cũng không xong rồi sao mà ở đợi được. Con à, tía thương con, mẹ con mất sớm, tía chỉ còn mình con à.
phải chi mà con có tấm chồng á để nương thân á, tí không có lo mình. Nhắc tới vụ chồng con mà tí mới nhớ, có mối là mai cho con được lắm con, gia đình người ta đàng hoàng, cậu ấy cũng đẹp trai lắm, tướng tá cao ráo mà ăn nói lịch sự lắm, lễ phép lắm, tí chịu. Tí gặp rồi hả? Nhưng mà tí chỉ nói là con đi ở đợ ở Sài Gòn á, rồi rửa chén không xong người ta đuổi nên con về đây. Tía, tía phải tía con không vợ? Tự nhiên đi nói mấy cái chuyện đó còn chi? Tía có nói gì đâu, tía chỉ nói như vậy thôi. Nó con ở đợ không xong rửa chén bị bể cho nên người ta đuổi về đây vậy thôi, vậy đó. Mà cậu ấy bỏ đi luôn á, không trở lại lần nào nữa hết. Trời, tía, tự nhiên tía nói mấy chuyện đó chi vậy? Phải nói chứ, phải nói chứ. Nói cho người ta biết cái tính hậu đậu của mày. Không khéo người ta phát hiện được rồi mai mốt ta chửi tao ba đời tao ngóc đầu không nổi nữa. Kiếm gì làm ăn đi, nằm hoài nó nhớt thay đó. Về quê ai cũng chửi mình hết trơn á. Được rồi, dám khinh thường Út Mén này chứ gì. Mình sẽ làm giàu, đổi đời. Ủa? Ê, đem về cho tía mày đi, tao không bán đâu, hôm nay tao bận rồi. Ủa, tôi đem chú ra đây không phải là cho chị. Chứ mày đem ra đây cho ai? Bình thường tao bán nhà mày mà tao mày không đem ra đây cho tao, đem cho ai? Tôi tự bán. Ê, hôm nay có uống lộn thuốc không vậy cha? Bị gì vậy? Bình thường là tao bán mà. À, dòng cái thứ của mày là tính cạnh tranh làm giàu với tao gì? Đúng rồi, chị giàu được thì tôi cũng giàu được. Oh wow, chuối đi, chuối tươi xanh nè, chuối nè. Đúng rồi, rau lớn lên để coi con ma nào lại mua chuối của mày. Rau lớn lên mèo ơi. Chuối, chuối đi. Lụm ơi, lụm ơi. Dạ. Lụm. Trời ơi, bạn mới nghe đài sổ số 43, đúng không? Vô, vô phải không? Trời ơi. Vô hả? Mua chuối đi bảy. Nghĩ sao trời ơi, nghĩ sao? Trời ơi, bảy bây giờ là giàu rồi, bảy giàu rồi. Bảy bây giờ chỉ có mua cái quy, nho nhật, bom, táo đồ. Mua chuối rồi, mua chuối. Trời, mấy cái này à, bình thường. Trời, hôm nay con thấy bảy nha, kiểu hào quang chói sáng lên nha. Áo đỏ liền, lì xì lọc liền. À, quên, trời có là lì xì liền. Nè, lì xì luôn. Thường thế, thường biết thường thế. À, quên nữa. Mén. Dạ. Trả tiền cho tía bay. Trả nữa rồi tao còn. Ôi, gì vậy? Trả tiền, hôm bữa mượn tía nó tiền để mà ngăn. Mà tía nó nói cái tiền đó là tiền để dành cho nó đó. Nhưng mà tao mượn này trả nữa thôi nha. Rồi mai mốt để bảy trúng vài lần nữa đi. Trúng nhiều đi rồi cái bảy trả hết lượt. Khoan. Để về con nói tía. Khoan. Từ từ. Đừng có nhanh tay vậy. Mình còn đánh đệ tiếp mà. Thì đấy, chưa đánh nhiêu đây, còn nhiêu đây trả nợ. Trả từ từ. Đừng. Đánh phải đánh nhiều. Trời ơi, lỡ đánh nhiều chứ đánh gì có chút xíu, đánh gì trời. Đánh nhiều hả? Hiểu không? Đánh nhiều nó mới ăn nhiều chứ đánh gì có chút xíu đánh chi. Bây giờ á, Hiếm đang hên. Ổng đang về, ổng phù hộ cho Hiếm là tranh thủ. Tranh thủ đúng thời điểm này là quất. Số ra là quất. Là lên đời là thành tỷ phú liền. À, có lý là coi. Trời ơi. Mới quất con lần được nhiêu đây. Ông ấy giờ về đi mẹ. Con về con nói tía con á. Nói để mẹ mốt để bảy chúng này thêm vài lần nữa. Rồi cái bảy trả một lượt luôn. Đúng rồi. Bà tính tiền lời luôn. Vậy để con về con nói tía là bảy đi chơi đề. Nữa này, trời đất ơi. Bảy đánh đề nhưng mà đừng có nói với ổng là bảy đánh đề. Nói bảy đi mừng ăn. Trời giấu. Ủa bảy hả? Mà bảy đánh đề bảy thắng nhiều dữ vậy hả? Mới có một lần đó. Đã mới quánh thử có một lần thôi đó. Kỳ này là tao quánh hết cái số này về tao kiếm thêm tao nộp cho nó tao quánh. Dạ, quy theo con. Ăn lần cho đáng đúng theo không? Đúng rồi. Bảy đánh số bao nhiêu? 43.
43 thấy sắc chết. Vậy thôi mấy nay ổng về ổng báo mộng hoài. Báo mộng sao? Ổng về hoài chứ gì. Hồi khuya này ổng về ổng ngồi đè đầu tao luôn mày. Ổng ngồi trên đầu tao luôn á. Đè lên đầu à? Không có bóp cổ nha, không vỗ, không có bóp cổ. Ngồi đây đè lên đầu. Từ từ nha xí nha. Heo con á đè lên đầu. Mày đánh con hai con chim. Ổng có một con hả? Mày đánh con hai con chim. Sao hai con chim? Cứ theo đi, heo con đi. Bây giờ mình nói nhiều quá nó mất linh. Mình đánh hai con chim. Không mấy thêm con đại bàng. Con chim cú. Không, cú bỏ con cú. Chim đại bàng. Chim xe xẻ. Chim gì quốc hết. Chim số mấy? Chim Bám ba nhớ. Bám ba, đúng rồi. Bám ba. Chim, đó. Đánh theo con đi. Nói nhiều quá mất linh. Đúng rồi. Không ra như vậy là rõ ràng rồi. Đừng có nói là bảy quánh bám ba nha. Quốc hết đấm này cho con. Thím bảy. Con chơi với. Ủa mau vào lắm. Muốn kết nạp vô đây hả? Nè Thì đánh con lần được ăn quá trời luôn. Thì bán chuối khi nào mới vào? Mày có tiền không mà chơi? Không mới chờ tiền. Chờ bãi quánh xong cái bãi trả cho ba. Cho tía bay á. Mày lấy cái tiền đó bay quánh. Được á. Được á. Giờ tí con không biết chuyện. Nhưng mà bảy trả cho con trước. Xong rồi mốt con thắng thì con trả cho tía. Nhớ nghe. Mày viết giấy là tao đã trả cho tía bây rồi nha. Dạ, nếu mà chị triển khai là phải qua bên này. Qua bên này. Nha. Tập trung bên này. Bên này là được cái chuyên nghiệp. Có một cái đội ngũ chuyên nghiệp dành để tư vấn riêng cho những giấc mơ chiêm bao. Để mình có thể mà tìm ra những con số gọi là chính xác nhất. Đó. Chỉ trong một ngày thôi là ăn lên liền. Giờ là gì lượm. Trời ơi, bây giờ là hết vụ hên xui nha mấy bèo. Hết lượm, rồi. Lượm. Bảy giữ 100 để đi chợ. Bảy ghi hết cái này cho bảy nha. Bao lô nha. Trời ơi. Con chim là mày bay quánh nguyên một chuồng nha. Một chuồng, không có hai ba con vậy quánh nguyên một chuồng cho bảy. Cho con chơi với. Bây giờ á con không bán chuối nữa. Con theo bảy với chị lượm. Đánh đề đổi đời. Con gà 59 42 67. Tía. Trời đất ơi, mày ôm cái cột mà mày ngủ được hả? Con miệng mày lảm nhảm con số là sao mày? Con lại nhảm mấy con số hả tía? Con lại nhảm số mấy tía? Số của ông nội mày. Số ông nội là số nhiêu tía? Trời đất ơi. Trời đất ơi. Gì vậy tía? Bộ mày khùng rồi hả? Khùng đâu? Cái xóm này đang yên lành, tự nhiên bây giờ sanh ra có ăn trộm là sao? Mất máy bom. Sao vườn trái cây cũng mất. Tiền ở trong túi tao nè không cánh mà bay. Tao hỏi mày ai lấy? Tiền của tao ai lấy? Không phải mày lấy thì ai lấy? Không phải con lấy. Tía nghĩ con ăn cắp hả? Với lại nếu mà con lấy thì giống như là tí cho con tiền đầu tư. Tí nói mà. Một cắt cũng không cho. Nghe rõ chưa? Nhưng mà tí cũng cho bảy mượn tiền vậy. Thì coi như là tí cho con mượn, con đầu tư, con làm ăn. Xong mốt là con xin lời ra là con trả đầy với tí luôn. Thôi. Đừng có nằm mơ gì nữa. Trời ơi, chắc tao đánh được mẹ rồi. Sao vậy? Hôm qua gặp mén rồi. Mén. Dạ mén, dạ. Mén đi với bảy đi mén. Đi đâu bảy? Mấy tỷ lần hả? Tía, tía xem nè. Bảy, mấy tỷ. Bảy chơi đề, bảy trúng mấy tỷ nè tía. Trúng gió đó. Cái nhà mấy tỷ của tao bài luôn rồi. Để cho tía mày nghe. Cái nhà của tôi mấy tỷ mà bài theo nó luôn rồi. Thì ra đó, bấy lâu nay bà với con Út Mén à nói chuyện to nhỏ với con lụm là đánh đề phải không? Nó dụ. Nó gạt người ta. Con lụm mắng cái tay nó gạt người ta. Nó hết gạt nói. Người ta đánh đề. Ha, nó dụ người này, nó dụ người kia. Cái nó dụ tới tôi nghe nó luôn. Giờ bà trúng hay bà thua? Thua mất cái nhà luôn rồi. Hết nói. Con mày sao? Không. Từ từ. Tí nghe con nói nè. Bây giờ là bảy đánh con dịch. Bảy thua. Con đánh đại bàng chứ đâu con thắng thì sao? Để con đi tìm chị lụm rồi cũng nói. Khỏi đi kiếm, hai vợ chồng nó bay màu luôn rồi. Hả? Vợ chồng nó trốn biệt xứ luôn rồi. Rồi. Còn mày mất cái gì? Con mất số đỏ của tía. Trời ơi,
Sổ đỏ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Sổ đỏ. Trời ơi. Sổ đỏ dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đừng buồn. Mốt hai gia đình nhà mình ra ngoài đường ở chung với nhau luôn rồi. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Trời ơi sao mà tự nhiên cái làng xóm này là yên bình quá trời, không ai bệnh hoạn tới để cúng hết trơn vậy trời. Chắc thất nghiệp lâu lắm đây. Bảy đâu rồi? Bảy thì cúng. Trời ơi, ông có biết là con ông không? Con ông mới làm gì con gái tôi tù ti tú tím gì cả làng cả nước đều biết hết trơn kìa. Ông xử sao cái vụ này, ông xử sao? Tội nghiệp luôn quá mà. Nên ba cực, ba cực. Gì vậy, gì mà khóc? Bác Bảy, không phải Tía. Cái gì vậy? Tía ơi, kể từ giây phút ngày hôm qua con đáng lẽ con phải kêu Tía là Tía rồi chứ không còn là Bác Bảy nữa. Anh đã hại đời con gái của con rồi. Tía phải giữ công bằng cho con. Chúng tôi thiên hạ sẽ nói con là đứa con gái lăng loàn, chắc nết, hư hỏng. Cái chuyện lăng loàn á, chắc nết á thì tôi chưa nghe, nhưng mà hung dữ á là tôi nghe rồi. Trời ơi, nghe nữa, anh đừng có nói cái giọng đó nghe. Nghe, con gái tôi ha, bị cái thằng con trai của anh á, nó uống rượu say rồi nó làm gì ngoài bờ sông đó, tù tí tú tí mà bây giờ anh tỉnh bơ vậy đó hả? Anh ơi, con gái tôi đi, con anh làm cho nó thiếu nữ mới trở thành đàn bà đó. Dạ anh tính sao? Thôi hả? Má ơi con người ta làm sao bắt cha người ta chịu được. Mà cứ để đó con. Cái gì? Con tự giận ở đây để mày mốt ở đây có cái miễu cho người ta nhớ con hoài. Không được. Không được chết. Con phải ở đây để bắt cái thằng Khoa nó cưới con làm vợ chứ. Bây giờ con bắt anh Khoa đâu, con bắt con đập đầu nữa. Nè, nguyên nhân sao, chuyện sao, kể nghe coi. Kể đi con. Cái này Tía kêu con kể chứ con xấu hổ lắm. Nói đi. Dạ thưa Tía, thưa má. Vào buổi tối ngày hôm qua, trời thanh gió mát, trăng treo trên trời, con vác cần câu ra ngoài sông. Đó, nó đi câu đó. Ô kìa, con người ngồi đằng đó, đó là anh Khoa. Ờ, rồi sao? Cái con thấy anh ngồi mình buồn quá, con mới hỏi là đi câu ha anh. Ừ. Cái anh rủ con ngồi xuống câu chung này. Ừ. Thế là anh rót rượu cho con uống. Mà con nào có biết uống ba cái rượu bia đó. Cái con uống. Rồi sao? Sau ba ly rượu thì chuyện gì tới nó tới. Đó, thấy chưa? Anh đã Trời ơi. Bình tĩnh. Con ơi. Bình tĩnh nè. Là đã sao? Trời ơi, hỏi còn đã sao nữa? Trời ơi, làm sao con ngồi được cái cung này? Thôi. Nó đã nói như vậy là anh phải hiểu chứ. Tôi hiểu rồi, nhưng mà tại sao lúc đó không la lên? Rồi không, hoặc là không chạy đi. La lên cho ta thấy, người ta cản chứ. Trời ơi, làm sao có thể la lên được? Làm sao có thể nhấc lên chân lên chạy được? Con đã xỉn rồi, chân con đi không vững, thì làm sao con có thể chạy? Tía à, sức đâu mà la? Chỉ có biết thở với thở thôi tía. Còn chuyện nó xảy ra như vậy à. Bây giờ là anh sao? Anh tính sao với tôi đây, gia đình tôi đây? Được rồi, chuyện đâu còn có đó. Ừ. Ha, tôi coi phải quấy thì sao rồi. Sự thật ra sao rồi tôi xử. Rồi. Khoa. Cái gì ba đang ngủ ngon mà sao ồn ào thế? Trời ơi, cái thằng con người đó. Cái thằng này tôi leo lên. Cái gì con? Mày ha, con làm mày, gì mày ha? Mày dám làm cho cô gái tao ha? Trời ơi, mày ngủ với cô gái tao ha? Giờ mày ra mặt mày tỉnh bơ giờ không có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ơi, chỉ một đêm thôi mà bây giờ nó thành đàn bà rồi đó. Ba ngủ với nhau mà có cái gì đâu. Trời ơi. Khoan, mày xác nhận lại một lần nữa là mày có ngủ với con gái tao không? Có ngủ. Thấy chưa? Rồi mày có đè nó hay không? Có hay không? Anh nói đi. Có đè. Thấy chưa? Nhưng mà có con không có đè, mà là Tuyền đè con. Bà hôm qua con đi răng câu mà. Đang răng câu thì Tuyền xách chai rượu tới rủ con nhậu. Thế là uống vui quá rồi bắt đầu là không biết cái gì rồi ngủ tao với nhau. Tao cấm mày uống rượu rồi mày lại uống à? Thì cũng vì ba cấm nên con thèm quá. Với lại một người phụ nữ rủ một người đàn ông nhậu, một người đàn ông từ chối nhục lắm ba. Nhưng mà con không có đè. Con ngủ say xong là con mới nằm mơ. Con nằm mơ thấy có một con mãng xà nó to khoảng bằng cái cột đình nó đè lên con. Nó phun nọc độc, khe 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 này. Con mới giật mình, con mở mắt dậy thì
thì là Tuyền đang đè lên người con, nước dãi nước rớt thì tè le lên mà. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thứ nhất là hai đứa có ngủ chung, thứ hai là có đè, không cần biết ai đè ai, nhưng mà bây giờ mày phải cưới con gái đúng tao. Rồi, anh có cưới tôi không? Anh không cưới tôi đúng không? À, không. Bây giờ nguyên một cái xóm này ai cũng biết tôi với anh như vậy hết bây giờ. Ờ. Bây giờ chết, không lấy chết. Nó à, thì ai này, mà lấy. Này cô có đập đầu chết không cưới cô đâu nha. Nè, mày không lấy nó thì ai mà lấy nó nữa hả? Đúng rồi. Giờ cả xóm này, cả xã này ai cũng biết như vậy. Bình thường không ngủ với con của ai thèm lấy đâu. Trời, đừng có nói đó, anh thấy chưa? Con anh nói như vậy mà nói được kìa. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Sao? Cái chuyện bên đó là để tôi tìm hiểu cho kỹ càng nữa. À. Rồi tôi sẽ giải quyết sau. Không, sao? Phải cưới, không cưới con chết. Đúng, con đó. Chết ở ngay chỗ này, má ngồi xuống đi. Cái gì? Má ngồi xuống, má chứng kiến cái cảnh con chết cho hai người này vừa lòng. Chứ anh vừa lòng, anh không lấy tôi đúng không? Con. Sao anh đừng trách tôi. Con. Đừng, bình tĩnh. Tía chồng con nói rồi, để từ từ ông coi lại rồi sẽ cho là nó cưới. Không cưới luôn à? Đúng rồi, phải cưới liền nghe, phải cưới liền nghe chưa? Tôi đã nói rồi, để tôi coi cái sự việc ra sao rồi tôi sẽ suy nghĩ lại rồi tôi sẽ tính. Ờ. Trời ơi, ba ơi, tính cái gì nữa, con không cưới đâu. Con mà cưới Tuyền chắc đời con coi như chết mà. Đè lên có sướng được xíu nào đâu, xem chết à? Thế chưa? Chết cũng phải cưới. Nói. Dạ, Tuyền à. Em nghe nè anh. Nhớ kỹ lại cái hôm đấy lại một lần nữa được không? Bởi vì tôi nhớ là hôm đó tôi không có làm một cái gì hết. Chứ bây giờ mà ba tôi mà bắt tôi lấy Tuyền chắc tôi chỉ có đường chết mà thôi. Ôi trời. Em nghĩ cái chuyện tình cảm á, nó cũng như gián đã đóng hòm, và cũng như con dao này chặt thẳng vào cây gốc cây. Cho dù có rứt nó ra thì nó cũng còn hằn một vết sẹo. Thay vì như vậy mình cho nó dính luôn đúng không? Tuyền đừng có lấy Khoa làm gì hết. Sao thật vậy? Sự Tuyền nhìn kỹ Khoa đi, Khoa không có một cái gì để Tuyền phải lấy Khoa hết á. Thứ nhất là Khoa rất xấu. Thật sự Tuyền tìm một cái người đàn ông nào trên cuộc đời này xấu bằng Khoa là không có luôn. Cái thứ hai nữa là Khoa lười lắm, không thích làm bất cứ một cái gì hết, đồng áng là không thích làm, chỉ thích nhậu thôi. Và cái thứ ba là Khoa yếu lắm, ví dụ một năm là Khoa chỉ có thể phục vụ Tuyền được khoảng một lần thôi. Yếu lắm, Tuyền mà lấy Khoa là coi như là cả đời con gái vứt hết luôn. Gì đấy? Đừng nói gì hết. Ôi giời, cái gì đấy? Tuyền ơi! Em thích mà. Cái gì em đấy? Em thích lắm. Anh ơi, từ nãy giờ cái cách anh nói đó, trời ơi, đó là những gì ước ao trong cuộc đời con gái của em. Từ nhỏ tới lớn, em thích những cái điều gọi là trái ngược với những người con gái khác. Em thích những sự xấu xa, những cái gì đó tồi bại. Trời ơi anh ơi, đây là gu của em anh ơi. Má em nói em không phải là con gái bình thường, em là con quỷ cái. Đau, khó thở tôi nói. Đau hả? Khó thở. Đau thì em buông anh ra, không sao đâu. Đó là gu của em nha, không sao cả. Nãy giờ Tuyền ôm Khoa cũng thấy rồi đó, xương không à, rất là đau luôn. Đó là một cái sở thích nữa của em. Anh biết không, em như thế này đây này, em mập lắm, thịt em nhiều, mỡ em dư. Em không thích thịt với mỡ, em thích xương. Ở nhà cái gì mà có xương là em ăn, mà em nhai luôn xương anh ơi. Em nhai hết luôn anh ơi. Bình tĩnh lại đi Tuyền ơi, thật sự Tuyền không thể lấy Khoa được, và Khoa cũng không thể tới với Tuyền được. Nếu bây giờ mà Tuyền mà ép Khoa nhảy ông đây, Khoa chết luôn đấy. Đừng mà. Cho xin đi nha, đừng có chết, Tuyền đang nỉ Khoa luôn đó. Tuyền không có làm vậy nữa đâu. Đừng lấy nhau. Không lấy chứ. Nhưng mà Tuyền không muốn mang tiếng của một đời chồng. Cái gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Thật sự trong lòng Khoa có gì đó với Tuyền không? Không Tuyền à, không có một xíu gì cả trong lòng lẫn ở bên ngoài luôn. Có bao giờ có nhen nhóm một ý định gọi là không Tuyền à, chưa bao giờ nhen một xíu luôn. Không có thật. Không, vậy là không muốn lấy Tuyền đúng không? Đúng. Tuyền đâu muốn lấy Khoa đâu. Nhưng mà tại vì á, cái đêm hôm đó hiểu không, mình như vậy rồi, cái định kiến của gia đình rồi xã hội nên Tuyền sợ, nên Tuyền cũng siêu lòng mà Tuyền muốn lấy Khoa. Nhưng mà thôi vậy đi, mình không muốn lấy nhau. Đúng rồi. Hai đứa mình ừ. Đi lên chỗ thầy Hai á, coi tuổi đi. Nếu mà hợp thì cưới, còn không thì thôi, thả tự do cho nhau được chưa? Phải lên đấy coi nữa hả? Đúng rồi. Bây giờ mỗi người nhường nhau một bước đi nha. Vì cuộc sống, vì gia đình, vì xã hội nha. Đi. Ừ. À, cái gì vậy? Ôi trời ơi. Khoa bị gì vậy?
Trời, hồi nãy Tuyền ôm đạp lên chân cái giật bẻ luôn rồi. Cái gì? Đạp nhẹ mà cũng bị giật bẻ. Nhẹ cái gì? Các gì trâu rỗng đâu mà nhẹ. Thế giờ sao? Thôi vậy đi. Lên. Vậy nó nhục lắm. Kệ đi, vì sự nghiệp có chồng thì nhục là cái gì đâu. Lên. Còn dao nữa. Đây. Mệt ghê á. Cầm xuôi con dao xuống. Đây. Tới rồi hả Tuyền Anh? Tới rồi. Ôi giời, ai à? Trời ơi. Sao không chịu nhảy xuống mà. Đàn bà con gái gì mà bạo lực vậy hả? Ủa mắc cười à, làm gì không bạo lực? Không phải chồng tôi đâu, thí dụ mà ông nói ông chồng tôi sẽ nâng như nâng trứng, tôi hứng như hứng hoa. Còn vậy chưa? Chưa mà thấy sợ luôn à. Tay còn tầm con dao này xém như nước cắt tiết gà đó. Ghê quá. Thấy ghê. Thầy hai ơi. Hai. Trời ơi. Thầy như dông vậy trời. Trời. Sao hồi nãy giờ ta ngồi đây cả buổi trời không có khách. Vừa vô nhà bước ra có khách liền. Đúng là dông tai nạn quá. Sao thầy bói gì mà mặc đồ như thầy cúng vậy? Cúng trước bói sao? Mình phải có bề trên. Mình cúng mình kêu bề trên về cái mình mới coi. Đúng không thầy? Đúng. Đúng. Tính chủ nữ này nói rất đúng. Xin lỗi tính chủ nam. Thầy cúng kim thầy bói. Hôm nay mặc lộn đồ cúng cho ngày hôm mai. Đánh cái đám cúng kế bên. Xin bỏ qua. Tất cả ngồi bình yên để thầy xuất hiện. Dạ. Xuống đi. Trời ngồi lẹ đi mệt quá. Ngồi nép qua cho ngồi với. Trời ơi. Thầy thì phóng như chó gì? Ý là mấy chó dưới nhà đó mình tới là nó hay phóng ra nhanh bất ngờ. Ông là thầy đó, nói tầm bậy ông ếm chết đó. Con bị liệu. Khắc sức khắc nhầm nó mới linh. Dạ. Nghe dễ, thầy bói miệng không có khối nói sẽ rất không linh. Phát biểu linh tinh nhưng mà có lý. Nghe cho thật kỹ sẽ hiểu tỏ tường. Hai quẻ âm dương sinh qua bát quái. Từ trong bát quái sinh lại lưỡng nghi. Cộng lên lưỡng nghi sinh qua sáu bốn quẻ. Một sáu bốn quẻ sinh ra tứ tượng. Từ trong tứ tượng sinh ra 12 con giáp. Tí sửu rằng mẹ ngõ mùa thân dầu tức hợi. Thằng tuần nam tuổi gì? Tuổi 22. Con nữ tuổi gì? Dạ 20. 20 cộng 22, 24. 20, 26, 46, 48, 50, 90. Thằng nam bằng thổ. Con nữ bằng kim. Thổ sinh thì rất tốt. Đúng rồi thầy, đúng rồi. Ảnh á là nhà ảnh là ruộng vườn là cò bay thẳng cánh luôn. Đúng rồi, rất nhiều lắm thổ. Còn con là nhà má con có vàng nhiều lắm. Thế vậy không? Vàng hồi nào? Nhà bán tạp hóa toàn tiền lẻ móc đâu ra vàng. Bởi vì tôi nói ông không để ý tôi gì hết trơn á. Tại vì sao tôi nói vàng nhiều là bình thường má tôi bán tạp hóa, nhưng mà tới ngày rằm là ngày cúng á là má tôi bán thêm giấy tiền vàng bạc, hiểu không? Nghe thầy tính kim một thứ quả thổ, kim một thứ quả thổ, kim trên vàng trần bạc. Đúng rồi. Khi hai đứa cưới nhau thì từ vàng mã nó cho thành vàng thiệt, từ gì thổ nó sinh ra kim thiệt. Thầy này nói cho thầy biết nha, nhà tôi là cũng có tiếng á, ba tôi tía tôi là cũng là thầy cúng á, nên là thầy nói cái gì phải đúng nha. Cái gì mà một cái tờ giấy vàng mới lại làm sao mà có thể hợp được. Khi cưới sẽ không còn vàng mã nữa mà là vàng thiệt. Tính chủ im lặng đừng để thầy mất linh. Thứ hai là tướng tính chủ nam giống như là cái lá quyến, còn nữ giống như cọc đình. Lá quyến mà để cọc đình, ok, hai đứa cưới nhau rất hợp. Ai hợp? Thôi nào, cái lá mấy cái cột này có gì đâu liên quan mà hợp. Tính tử không đi vô mấy cái chùa mấy cái đình à, thấy mấy cái lá quyến nó dán cho mấy cột đình đó. Hoặc là đây nhà tới chỗ mấy thấy chưa liễn á, mấy cái liễn á dán lên với lại mấy cái cột điện ngoài đường, mấy khoan cắt bê tông nó dán vô đó. Đúng rồi, hút hầm cầu nữa. Đúng rồi, nếu không có cái cột điện là thằng sao dán được cái kia, đúng không? Dạ. Hai đứa cưới nhau rất hợp. Vậy là tụi con được cưới nhau hả thầy? Chắc chắn là được cưới, bảo đảm là sẽ cưới. Anh ơi, mình cưới nhau thôi. Bà chủ. Dạ. Má bà chủ. Nói nghe nè. Dạ. Trời ơi, bây giờ con nha, con chỉ ngồi con lấy móng tay mà sơn cái màu đỏ cho má nha. Sơn cho hai cái bàn tay, hai bàn chân mình nó sáng rói lên vậy đó. Trời ơi, rồi chuẩn bị á làm bà chủ nha. Wow, trời ơi má, bây giờ má tưởng tượng tới cái ngày mà sao con má xuất giá. Trời người ơi. Ta là gả con gái đi, người ta khóc, còn má không khóc, má cười. Má cười đúng không má? Tại vì má đang suy nghĩ cái tương lai của con rất là sáng lạ. Dạ. Gả nhà ai? Trời ơi, cái nhà đại gia ở cái khu này. Dạ. Trời ơi, nhà có một thằng con trai à. Trời ơi, thì cò bay thẳng cánh. Trời ơi, mà không làm gì động móng tay. Mướn người ta làm, thu tiền về không mà. Trời ơi, nghĩ tới cảnh tượng đó, trời ơi, trời ơi, vui gì đâu á. Má có biết không, mấy bữa rại hả, con ngủ không có được luôn hết. Vậy đó. Con nôn tới ngày lấy chồng á má. Ê, mà má. Sao?
cái vụ mà cha hai á, má dàn xếp ổn không? Yên tâm, trời ơi con, má cho ổng ăn ngập mặt, ổng nói toàn tốt cho hai má con mình không à. Chịu. Nhưng mà tôi nói cho cô nghe nha, dạ. Cái chuyện mà cô đi lấy chồng ở tôi làm má mà tôi hao tốn quá trời quá đất. Thôi phần nhiều con gái gả đi là mình được của hồi môn này kia cái nọ, còn tôi trái ngược lại là thiếu điều tôi muốn bù của cho bên đàn trai gì đó. Cho nên tôi ghi sổ hết rồi nghe. Cô mà lấy được chồng giàu đó nghe, cô nhớ ơn má cô đó nghe. Cô đem của gì cô trả cho tôi nữa nghe cô. Má khéo lo quá. Má nhìn cái địa bàn bên đó đi. Ừ. Một cây, một cành. Ừ. Một cành có một trái. Mà con nắm trái vô tay rồi. Cái thằng nó khờ. Bao nhiêu con đem về để hết để cho má. Ừ. Vốn nè, lời nè, má đừng có lo, con khôn lắm. Mát lòng. Dạ. Dễ quý. Con lấy ghế cho chồng con ngồi. Đưa đây, đưa cho má. Ôi, má. Ôi, để cho mình má. Ơi, mình đi về mình có mệt không? Lấy ghế, lấy ghế. Thôi, thôi, mình cứ để anh. Mình cứ để anh. Không, mình ngồi ghế đi. Mình đứng làm sao em với má dám ngồi. Mày ngồi. Dạ, bước qua luôn với mình. Dạ, ngồi tội nghiệp nữa. Ôi, ngồi đi con. Con mệt không con? Rễ. Dạ. Mình ơi, mình đưa tay đi, em bóp tay cho mình nha. Em bóp cổ cho mình nha. Được rồi, mình được rồi. Mình có nóng không? Không, lạnh. Lạnh hả? Vậy là con là rể nhà này rồi đúng không má? Chứ còn có gì nữa mà con phải hỏi. Anh là chồng em rồi đúng không? Dạ phải rồi đó mình. Quá à. Dạ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh ạ. May mắn nó tới quá. Đúng quá à. Dạ. Cưới được con Tuyền là con may mắn lắm rồi đó. Dạ. Với lại đúng là người ta nói là an cư lập nghiệp, có vợ con thì bây giờ con cũng có chỗ ở. Đúng rồi. Bây quá. Giờ con cũng không biết đi đâu hết. À, thế thôi. À, chào. Con vào trong con tắm rửa cái nha. Mình ơi. Con mới nói gì? Em nói mình nghe nè, mình không có cần phải khách sáo với em như vậy đâu. Từ từ, trước sau gì cũng vô trọng tắm, không mấy lát em tắm cho mình cũng được. Ngon quá, con gái mà nói chuyện bạo quá à. Không phải. Để con... đi. Sao con mới má mới nghe con nói cái gì vậy? Dạ thật sự là ngày đầu ra mắt nhà vợ, con cũng không muốn mang cái chuyện buồn hay là chuyện gì nó không được vui tới đây đâu. Nhưng mà bây giờ má đã là má vợ của con. Phải rồi. Vợ đã là vợ của anh rồi. Dạ. Thì chúng ta phải cùng nhau chia sẻ, san sẻ mọi cái khó khăn trong cuộc đúng sống. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là khi mà khó khăn đó, dạ, cục đường phải chia làm đôi. Dạ. Cục muối cũng chia làm đôi luôn. Dạ. Đó. Ừ, chia 3, 5, sẽ 7 đó mà. Dạ. Ủa, con nói chuyện buồn là chuyện gì? Dạ. Con bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ. Hả? Con bị đuổi ra khỏi nhà rồi ạ. Nó giỡn nè, nó giỡn nè. Giỡn không có hên nha, đừng có giỡn như vậy không có hên đâu. Nói nghe nè con ơi con, trời ơi cái gì mà đuổi. Con á là con một. Dạ. Ba con cưng con không hết mà. Dạ. Nghĩ sao vậy, thằng giỡn gì đâu không à. Con nói thật ạ. Con nói thật luôn ạ, con bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Má cũng biết ba con là một người cực kỳ nghiêm khắc. Ba con không bao giờ có thể chấp nhận được cái việc làm tồi bại của con. Và đặc biệt là gia tộc họ Mạc nhà con nữa. Nghiêm khắc, gia phong lắm. Không bao giờ chấp nhận được cái chuyện một người đàn ông con trai mà ăn cơm trước kẻng má. Bây giờ con không có đường nào để đi nữa. May quá, cô má đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. À, cái này vợ chồng đó em nói anh nghe cái này nè. Làm gì làm ai cũng thấy được cái hoàn cảnh gia đình nhà anh, biết là gia tộc họ hàng, nhưng mà ba anh chỉ có một mình anh là con. Một cây có một cành, một cành chỉ có duy nhất một trái. Mà không lẽ bứt cái trái đó quăng đi sao? Đúng rồi. Anh cũng nói y như em luôn. Dạ. Thậm chí anh còn quỳ xuống, anh còn khóc lóc van xin, anh lạy tới lạy lui, lạy trái lạy phải, nhưng mà ký giấy luôn rồi má. Ký giấy gì? Ký giấy từ con, ba con với cái gia tộc. Ký giấy luôn để con lấy giấy. Thôi, mấy cái giấy buồn bã đó mình không có nên lấy trong cái thời khắc này. Nhưng mà anh ơi, mình là đàn ông, mình phải có cái chính kiến của mình. Mình phải có sức đấu tranh của mình. Đúng rồi. Bây giờ cho dù người ta có từ thì mình cũng phải đòi cái quyền lợi chứ. Tại vì sao? Của cải nè, đất đai nè. Nói là con trai nói giỏi. Phải rồi, quyền con lợi. Cũng nghĩ như vậy á. Ừ. Thật sự con tức và con buồn lắm. Dạ. Ba con lại có thể từ con mà không cho con một cái gì hết. Cái gì? Nhưng mà thật sự á, mình đàn ông con trai mình có thể gầy dựng được. Có má đây, có vợ ở đây. Dạ. Mình từ từ mình làm, con sẽ cho ba con sáng mắt ra. Con ra đi không một cái gì hết, nhưng khi con quay trở về là phải có cái gì má. Không được. Thì hai vợ chồng mình cùng cố gắng làm ăn, mình gây dựng lên của cái lên, mình xây nhà to hơn nhà anh luôn để ba anh sáng mắt làm ra. Làm cái gì? Ở đây là quán cà phê cốc chứ không phải là cà phê bar. Thì mình cố gắng mình bán cà phê rồi đi, mình ơi, mình con, bán con ơi.
con dòm con gái má đi. Dòm trời ơi, nó ăn ở không con, mày thấy móng tay không? Móng tay nó sơn vậy này, nó đâu có lại mày động móng tay đâu. Bây giờ nó chỉ lấy chồng giàu để nó về nó hưởng thôi. Đó. Mà bây giờ biểu nó lấy rồi hai đứa cài nha hả? Không có đâu hen. Hen. Bây giờ sao? Nghĩ gì ra là thân sơ thất sở trong túi không có một cắt phải không? Là tính qua nhà tôi tá túc ngủ hả? Trời ơi đâu có dễ như vậy tiền, làm gì tiền. Bây giờ được sao không? Mày không có cái gì của cải thì mày đeo cái này vô người đi. Được rồi. Rồi. Ôm nè, lấy cái tay bên đây ôm cái tay bên kia lại nha. Hai đứa mình ăn cơm trước kẹn rồi mà. Có ăn kem trước cổng cũng kệ, không quan tâm. Ờ bây giờ sao? Ở nhà tôi hả? Không nuôi con này là muốn mạt rồi. Bây giờ về đây nữa đâu có ngu. Báo cô hả? Đi, đi, đuổi đi. 1, 2, 3 đi. Đi. Bà đuổi con của tôi ra khỏi nhà bà phải không? Ờ. Vậy tôi tặng cho bà người này. Tặng ai? Nè. Ôi, trời ơi. Trời. Cái gì đấy? Bể gì hết rồi chị ơi. Lộ tẻ hết trơn hết trời rồi. Ăn mặc mặc bây giờ khoảng. Ông đột kích qua nhà em. Ôi, em thú tội hết rồi. Cái trình làm thầy bói của em so với ông còn xa lắm. Bà tưởng bà cao thái ấn hơn tôi hả? Không dám đâu. Trời ơi, con trai tôi mà sai việc 3 ly rượu của con gái của bà rồi quên đường đi lối về à. Không, thằng Khoa con ở tôi là 2 lít thì nó mới sai. Ừ, nè, cái vụ ăn dạ đám cưới đó, hạ màn đi.